trong cái video này em sẽ review cho mọi người xem một cái kìm cắt dây cáp xoắn của hãng MCC, sản xuất 100% tại Nhật Bản ha. Thì cái kìm này có mã hàng là PWC-210. Đó, khi mà mọi người đặt hàng á, hay là hỏi giá hay là hỏi thông tin kỹ thuật gì đấy thì mọi người vui lòng đọc giúp em, liên hệ với số điện thoại hotline và đọc giúp em cái mã hàng là PWC-210 hoặc là nhắn vào Zalo cho em cũng được. Cái mã này thì em sẽ biết chính xác là mọi người đang xem cái nào để báo giá chính xác ha. Thì giá tham khảo của cái này là 1.1 triệu một cái. Nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu đặt hàng cái kìm cắt cáp xoắn này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em để em cho mọi người cái giá tốt hơn. Còn giá em đọc trên đây chỉ là giá tham khảo thôi ha. Mã hàng là PWC-210. Cái kìm này nó có chiều dài là 201mm, tương ứng với lại 8 inch ha. Đó, khoảng hơn một gang tay của em, nó dài 210mm á. Đó, tương ứng với lại 8 inch thì nó sẽ cắt được cáp xoắn với đường kính maximum là 6mm. Ở ngoài sau cái bìa cạc tông này có ghi cái thông số là đường kính dây cáp xoắn có thể cắt được là 6mm nè, phi 6 nè. Thì ở đằng sau này nó toàn là ghi chữ Nhật không, bởi vì cái kìm này là được sản xuất phục vụ cho thị trường nội địa của Nhật thôi. Nhưng mà bên Lucas nhập về để bán tại thị trường Việt Nam luôn. Thì cái kìm này bán cũng rất là chạy nha mọi người. Ở trên cái lưỡi của kìm, bây giờ mình sẽ lấy ra để xem cho nó kỹ hơn đi ha. Thì đây là cái cách đóng gói của hãng MCC. Thì mọi người nhìn cũng rất là quen thuộc rồi. Mặt trước là cái bìa, cái vỉ trong suốt, mặt sau là bìa cạc tông ghi các cái thông số kỹ thuật, mã vạch. Đó, ở trên đây có cái lỗ để mình treo lên cái bảng dụng cụ của mình ha. Đó, đây là cái kìm ha. Thì nhìn cơ bản thì nó được làm bằng vật liệu là thép, toàn bộ là làm bằng thép. Cái chui thì được bọc một lớp cao su màu đỏ và nó tạo cái nhám nhám như thế này để mình cầm á, khi mà mình cắt nó không bị tụt tay, nó tạo ma sát với cái tay của mình nè. Đó, nhìn sát, nhìn kỹ vào thì nó hơi nhám, bề mặt của nó nhám nha mọi người. Khi mà mình muốn cắt á, thì mình sẽ đó, mình banh hai cái càng của nó ra, hai cái chui của nó ra như thế này. Đây là hết hành trình nè. Ở trên cái lưỡi của cây kìm, nên cái phần đây thì có dập chìm tên hãng là MCC, nước sản xuất là Japan, nước Nhật, và mã hàng là PWC-210. Đó, mọi người nhìn thấy cái lưỡi của cây kìm đây. Đó, cái lưỡi của cây kìm, hai cái mỏ của nó cong quặp lại vào với nhau để mục đích là mình cắt cái dây cáp đó, nó sẽ không bị tuột ra khỏi lưỡi ha. Đó, hai cái lưỡi nó quặp lại với nhau như thế này nè ha. Cắt được dây cáp xoắn với đường kính maximum là 6mm nha mọi người. Trọng lượng của nó là 301g. Nó cũng khá là nhẹ ha. Đây là mặt sau nè, đây là mặt trước. Nhìn khá là chắc chắn, cái lưỡi của nó nhìn rất là chắc. Rồi anh chị nào có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em số điện thoại ha. Hotline mình có để cái thông tin chi tiết ở phía dưới cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.